Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kinh hãi nướng mèo ở Đức, người đàn ông Việt Nam phạm tội gì. Tin tức gần đây trên báo chí quốc tế đồng loạt đăng tải hình ảnh thời gian vừa qua đã xảy ra vụ việc người Việt Nam ở Đức đã bắt mèo của hàng xóm để đem thui và làm thịt. Họ đã quay lên trong những cái lò của mình. Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng trong và ngoài nước. Và mời các bạn theo dõi bản tin này của chúng tôi. Bài báo được đăng tải trên tờ báo Bild là một tờ báo hàng đầu của nước Đức và sau đó rất nhiều tờ báo khác cũng đồng loạt đăng lại. Nó miêu tả một sự việc không lấy gì làm hay ho của người Việt Nam khi sinh sống tại Đức. Đây là món mèo nướng của người Việt Nam tại Đức. Nó được thui bằng chiếc đèn khò. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể làm được như vậy. Một người Việt Nam đã nướng con mèo của nhà hàng xóm. Cư dân và các nhà hoạt động vì quyền động vật thấy rằng điều này quả rất tệ hại. Đó là vào đầu tháng 8, một phụ nữ đã nộp đơn tố cáo người đàn ông có tên Việt Nam là Trần Quy. Cảnh sát đã nói rằng cô ấy nhìn thấy anh ta chuẩn bị một con mèo đang được đưa lên đĩa ở sân nhà người đàn ông này. Một phụ nữ là phát ngôn viên của cảnh sát nói thêm, theo lời kể của các nhân chứng, anh ta đã nướng con vật bằng lò đốt nhiệt độ cao. Người hàng xóm Christina, 50 tuổi, tỏ ra rất phẫn nộ. Ông nói, gần 30 con mèo đã biến mất ở đây. Tôi sợ hãi cho con mèo Billy của tôi. Đừng để nó phải ra ngoài một mình nữa. Một chú mèo khác cũng bị mất tích. Họ đã báo với cảnh sát độ khoảng một tuần sau vụ việc người Việt Nam nướng mèo này bị phát hiện. Liên quan đến việc bắt giữ người đàn ông Việt Nam có 5 con này, một phát ngôn viên của cảnh sát nói tiếp, anh ấy không biết rằng không thể bắt mèo để giết thịt ở Đức được. Theo đạo luật về bảo vệ động vật và giết mổ động vật ở Đức, nếu mà như vậy, khi giết động vật không có lý do chính đáng thì có thể bị phạt tù cho đến 3 năm. Người đàn ông Việt Nam này vẫn đang bị điều tra tiếp tục. Cảnh sát cho anh ta biết rằng ăn thịt mèo tại Đức là vi phạm đạo luật bảo vệ động vật ở đây. Cũng theo cảnh sát, anh ta đã tỏ ra hiểu ra và hứa sẽ thích nghi với cách sống của mình tại Đức. Ở Đức, các loại động vật đều có luật pháp để bảo vệ cho nó, chứ không phải như Việt Nam là muốn bắt và giết ra sao cũng được. Chính vì vậy, chó mèo là những động vật nuôi trong nhà lại càng được người Đức trân trọng hơn. Thậm chí còn có những bác sĩ thú y riêng cho chó và mèo, và mỗi lần khám xét như vậy không phải là rẻ. Và vụ việc được phát giác khi khu vực này một loạt các con mèo của người dân Đức đã bị mất đi. Họ cho rằng có tới 30 con mèo đã bị mất tích trong thời gian gần đây. Và hình ảnh người đàn ông Việt Nam buộc phải thú nhận đã bắt những con mèo này về, sau đó họ thui lên để làm thịt. Nó rất man dợ đối với các nước ở châu Âu. Nhiều người Đức cũng được hỏi họ có cảm tưởng ra sao khi những người Việt Nam này đã bắt những con mèo của họ để làm thịt. Những người Đức cho rằng họ không thể tưởng tượng đã xảy ra chuyện như vậy ở Đức. Và ở Việt Nam, thịt chó và thịt mèo vốn là một món ăn khoái khẩu của rất nhiều vùng mà hiện nay vẫn tồn tại. Chúng ta có thể chứng kiến những sạp thịt đầy ngộn, những hình con chó nhe răng ra vì bị nướng chín, và những con mèo nhốt ở trong những chiếc lồng rất chật hẹp. Mắt cắp chó mèo ở Việt Nam xảy ra thường xuyên, thậm chí những người đi ăn cắp chó mèo còn bị người dân quay lại đánh, chói và thậm chí đến chết. Nhưng ở Đức thì không có chuyện có thể tấn công những người ăn cắp mèo như vậy, mà họ sẽ phải đối diện với pháp luật của nhà nước Đức, có thể lên đến 3 năm tù giam. Và gần đây nhất nói về con mèo cũng đã xảy ra vụ việc, đó là ông đại sứ Việt Nam tại Đức mới sang nhậm chức ở đây, đó là Vũ Quang Minh. Ông đã bỏ ra hàng ngàn đô la để mua chiếc vé hạng C, tức là hạng thương gia, để riêng cho con mèo của mình có một cái khoang đặc biệt để mang từ Hà Nội sang Đức. Sau khi thông tin này được đăng tải trên tờ Thời báo .de, nhiều bạn đọc cũng đã phản ứng và cho rằng các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thường vẫn ăn chơi xa hoa, tiêu xài tiền lãng phí, không biết đây là tiền túi của họ hay cũng là tiền ngân sách của nhà nước, chính là tiền thuế của người dân Việt Nam. Và trước khi ông đại sứ này sang thì tại Đức
Đặc biệt ở Berlin cũng đã xảy ra vụ việc người Việt Nam đã tổ chức thui lợn rừng ở trong căn hộ chung cư của mình ở trên tầng cao. Sự việc cũng được phía Đức phát hiện và đăng báo trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Và sau khi biết được những thông tin như vậy thì người Đức họ cho rằng nó rất nguy hiểm vì an toàn cháy nổ không có khi trong căn hộ rất chật hẹp mà thui những con lợn rừng vài chục cân với những đứa trẻ con đứng xung quanh để nhìn. Nó còn vi phạm về an toàn thực phẩm bởi vì làm thịt và thui lợn rừng ở nhà nó không được kiểm định về y tế, dẫn đến những người mua những loại thịt lợn rừng này về ăn có thể mắc những chứng bệnh nan y bất ngờ. Và đương nhiên chủ nhà cho những người Việt Nam này thuê những căn hộ như vậy để mổ giết và thui lợn rừng ở trong nhà, họ cũng sẽ không hài lòng. Thậm chí người thuê đó có thể bị chấm dứt hợp đồng và đuổi khỏi khu nhà. Và trước đó tại thành phố cảng Hamburg ở phía bắc nước Đức cũng xảy ra sự việc một người chủ nhà hàng Việt Nam đã nhốt và bắt tới 180 con gà trống để với mục đích dường như thịt. Ông ta đã để những con gà này chạy loang quăng trong tiệm cũng như ngoài vườn. Thậm chí có một số con gà mà khi cảnh sát đến kiểm tra nó còn được nhốt trong những thùng cắt tông. Và sở dĩ sự việc được phát hiện bởi vì vào ngày thứ bảy người dân ở khu vực này họ không thể ngủ được vì tiếng gáy không phải chỉ của một con mà của rất nhiều con gà trống. Cuối cùng cảnh sát được gọi đến và họ đã bàng hoàng đứng trước một nhà hàng được thả đầy gà trống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đê với bản tin kinh hãi nướng mèo của Đức, người đàn ông Việt Nam phạm tội gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.